xin chào mọi người nha. Hôm nay thì mình lại tiếp tục chia sẻ cho mọi người cách làm trang bìa của sách Phải Nghĩ Kỹ Năng Sống đó. Thì chỉ cần làm cái trang bìa này nó thôi là xong đó mọi người. Thôi để chỗ này nó bị ngược thôi mọi người ha. Thì bây giờ mọi người hãy cùng làm với mình nha. Rồi các bạn sẽ cắt cho mình một tấm vải nỉ như thế này nha. Thì hôm trước mình có hướng dẫn các bạn làm trang các trang sách á. Thì bây giờ các bạn sẽ đo nè. Các bạn đặt các trang sách lên. Rồi mình cắt sẽ dư ba cái viền bìa này nha. Nhưng mà cái lề trái của nó á, là các bạn sẽ chừa gấp đôi lề phải. Bởi vì là mình còn may cái đường chỉ để làm cái biên của cuốn sách nữa. Rồi bây giờ mình sẽ trang trí lên trên cái nền này nha. Thì mình cũng đã cắt sẵn các cái chữ kỹ năng sống rồi nè. Mình cắt chữ màu vàng. Và để đẹp hơn thì các bạn nên dán cái chữ vàng lên trên nền trắng. Các bạn cắt viền theo như mình nè. Như vậy thì khi các bạn dán lên cái nền nó sẽ nổi hơn đó. Bởi vì diện tích cái bìa của mình nhỏ nên là mình đã làm cái chữ kỹ năng nó cong để giảm diện tích á. Còn bạn nào mà làm cái trang bìa của mình lớn thì các bạn có thể viết thẳng ra nha. Rồi bây giờ mình sẽ dán vào. Khi dán á, các bạn dán đừng có sót cái lề trái quá nha các bạn. Bởi vì lát mình còn may mà. Đó, như vậy là xong phần chữ. Thì bây giờ còn lại những cái khoảng trống phía dưới ấy, thì các bạn sẽ trang trí tùy ý thích nha. Nhưng mà mình thì mình trang trí đơn giản thôi. Đây thì mình đã cắt một bụi cỏ nè. Thì có rất là nhiều cách để cắt bụi cỏ. Các bạn có thể cắt bụi cỏ theo kiểu như là từng cọng dài dài vậy đó, như hồi xưa mình vẽ vậy đó. Còn mình thì mình cắt hình cong như thế này cho nó nhanh. Đó thì bụi cỏ mình dán vào đây. Mình cũng cắt những cái thanh dài dài để mình làm cái hàng rào nè. Cái này thì trang trí đơn giản thôi mà. Tất cả này là mình đều cắt từ vải nỉ hết á. Rồi bây giờ thì mình dán cái cỏ vào trước. Mình sẽ dán một phần thôi, bởi vì bên này là mình còn cho cái hàng rào xuống phía dưới á. Các bạn cứ xem thử thứ tự cái nào ở phía dưới thì các bạn chờ ra các bạn dán trước nha. Cái này là mình chỉ trang trí minh họa theo ý của mình thôi các bạn. Còn ai mà thích trang trí về sách kiểu gì thì các bạn cứ việc trang trí thôi nha. Mỗi bạn một ý tưởng mà cũng không cần phải làm giống mình đâu.
đó, thì mình trang trí đơn giản như thế này thôi. Đó, khi làm cái trang sách bìa thì các bạn chú ý nha, thì lúc nào các bạn cũng trang trí nó hơi xịt qua bên phải một xíu, bởi vì bên trái các bạn cứ tưởng tượng là mình sẽ chừa một cái đường thẳng như thế này để cuối cùng là mình sẽ đáp một miếng biên mình may lên chèn theo cái đường này nè. Thì bây giờ nhìn nó sẽ hơi lệch qua bên phải đúng không? Nhưng mà khi mà làm cái biên nữa thì trông nó sẽ vừa với cái bìa hơn. Rồi, thì đây là xong cái phần trang bìa sách nè. Thì ở video sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để làm một cuốn sách kỹ năng sống thì như thế nào. Hôm trước thì mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn làm các trang sách riêng lẻ rồi đó. Thì hôm sau mình sẽ đóng tập lại nha. Rồi, xin chào các bạn nha. Nếu các bạn cảm thấy video của mình hay thì các bạn nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta được coi nhiều video của mình hơn nữa ha. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn nha.